Chiều ngày 2 tháng 9, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Xuân Nguyễn Văn Hiếu đã đi kiểm tra tình hình thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Cùng đi có trưởng ban tổ chức huyện ủy Phan Văn Thư. Tại các xã Xuân Yên, Xuân Phổ, Xuân Liên, Cổ Đạm, Đan Trường, Xuân Hội, Xuân Thành, Cương Gián và thị trấn Xuân An, đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện trực của các cán bộ công chức các địa phương trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu chính quyền các xã thị trấn tiếp tục thực hiện quyết liệt, triệt để, nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là kiểm soát chặt việc đi đến của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Đồng chí yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt công tác phòng chống dịch của các chợ trên địa bàn sau khi được hoạt động trở lại. Các địa phương thường xuyên bố trí các đội tuần tra lưu động để kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu đã đến kiểm tra, tặng quà động viên các lực lượng tham gia trực chốt phòng chống dịch tại thôn Song Long, xã Cương Gián và chốt tại khối 5 thị trấn Xuân An. Đồng chí mong muốn lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt luôn kiên trì, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần cùng địa phương ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân.